Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em nha. Mình đang dơ biểu ngữ để coi mình thấy. Thì đây là cái địa chỉ của ông Vương Văn Thả nha. Ở số 583, tổ 6, ấp Vĩnh Lịnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Vĩnh Phú, tỉnh An Giang. Dạ, TV không biết có thấy rõ không, nhưng mà bây giờ nó che cái mặt của mình rồi nha. Chắc là quý anh chị em thấy rõ nha. Để TV đi di chuyển chút xíu rồi nó đang cho bà con thấy rõ. Đây là cái địa chỉ của ông Vương Văn Thả nha. Đó thì đó là đây cái địa chỉ của ông Vương Văn Thả. Nhớ là 583 tổ 6 ấp Vĩnh Lịnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Vĩnh Phú, tỉnh An Giang. Rồi quý chị em thấy rồi ha. Dạ rõ rồi phải không? Ô Sara thấy dễ hơn hả? Xin lỗi, mình đây mình che đó, Sara nha, Sara thấy dễ hơn nha. Rồi. Đó. Đại khái là như vậy nha. Thì hôm nay đó mình muốn chia sẻ cái quan điểm của mình đối với cái sự việc nó đang xảy ra nóng bỏng ở ở ngay chỗ nhà của ông Thả. Thì hôm nay thì TV nghĩ rằng là đến cái ngày thứ chào David Võ, chào Nguyễn Thanh Tịnh nha. Hôm nay là đến ngày thứ 13 rồi. Nhà 13 là nhà cầm quyền cộng sản đó đã cúp nước, cúp điện và coi như là nội bất xuất mà ngoại bất nhập như đó. Thành ra đồ ăn cũng không có nữa, mà trong cái gia đình tất cả là 9 người thì TV thấy cái trường hợp này nó rất là khẩn cấp. Thành ra muốn cho anh em bà con cô bác đó rõ cái địa chỉ để mà có thể mà xuống đường cho nó đúng cái thời điểm. Theo TV256 đó là không cần phải đến ngày 30 tháng 4 đâu, mà ở ngay cái giờ phút này đó là chúng ta phải cùng tập hợp đến nhà của ông Vương Văn Thả. Chúng ta nên có một cái suy nghĩ đơn giản như thế này là chúng ta phải hiểu cái thông điệp của ông Vương Văn Thả. Cái thông điệp của ông rất là TV thấy rất là đơn giản, là không phải là các bà con cô bác ông kêu gọi, là sự thật là ông cứu cái gia đình ông đâu, mà những cái việc làm của bà con cô bác đó là cứu cái dân tộc này, cứu cái nước Việt Nam này, là cái thông điệp đó. Cái thông điệp ông là như vậy đó, là không phải là các anh chị em đến nhà ông Vương Văn Thả là để mà cứu ông đâu, mà chính là cứu cái dân tộc này. Chúng ta không có thể để mà một người mà vì nói lên cái tiếng nói sự thật, vì cái mà thái độ mà không có ưa những cái tội ác của cộng sản, và ông sẽ nói thẳng như vậy. Mà tại sao lại chúng ta để ông cô đơn như vậy? Dạ, làm vậy có bị ông Đào Minh Quân không? Ở đây thì TV không có nói về cái tổ chức của ông Đào Minh Quân đâu, bạn Hà Võ. Ở đây TV chỉ nói nó cá nhân của cái ông Vương Văn Thả thôi. Cá nhân ông Vương Văn Thả là một cái người mà theo TV thấy rằng là rõ ràng là ổng đưa những cái audio lên và ổng chấp nhận cái chết, mà chấp nhận cái chết của chín người trong cái sự thật thì có 7 thành viên ở trong gia đình thôi, nhưng mà có 2 người yểm trợ đồ ăn rồi cũng bị không cho ra ngoài, rồi cũng ở chịu luôn với cùng gọi là đồng đồng hành với đấu tranh với ông Thả. Thành ra cái sự việc nó xảy ra như vậy, nó có 9 người như vậy, mà mình thấy là
những cái lời nói mà chia sẻ của TV 256 hôm qua cũng cũng nói về địa chỉ, rồi cũng nói về đồng bào phải kéo đến, thì sự thật á, cái câu chuyện của Vương Văn Thả này đó là câu chuyện của chúng ta, cái đó là trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của mọi con dân Việt Nam yêu nước mà muốn loại trừ cái Đảng Cộng sản, muốn giải tán cái Đảng Cộng sản, muốn cho đất nước ta thanh bình để mà không còn cái Đảng Cộng sản nó gây ra tội ác như vậy. Chúng ta muốn như vậy. Không? Chúng ta muốn như vậy là chúng ta phải đến nhà ông Vương Văn Thả. Chúng ta không còn cái lựa chọn nào khác. Cái đó là cái, tại vì ông Vương Văn Thả ông đã chấp nhận hy sinh rồi, ông muốn chết ở trên cái căn nhà của ông cho đến lúc mà giải thể được cái Đảng Cộng sản rồi, chứ ông không có chấp nhận, ông hoàn toàn không chấp nhận Đảng Cộng sản. Thì đây là một người anh hùng mà chúng ta phải 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 đáng nể. Bỏ qua cái vụ mà Đào Minh Quân đi, bỏ qua đi, đừng có trông cậy vào bất cứ một cái Liên Hiệp Quốc nào, hoặc trông cậy vào một cái quốc gia nào, hãy trông cậy bằng cái khả năng chính mình đi. Mỗi người Việt Nam đều nghĩ đến cái trách nhiệm của mình, đây là chuyện mình phải cần làm, đây là chuyện mình phải cần làm, mà đến thời điểm này là mình phải cần làm. Nếu mà mình người dân mình mới muốn thoát cái ách cộng sản, mình phải làm thôi. Mình lợi nhà ông Khả chính là mình làm cho mình sẽ coi cái nhà ông Khả giống như cái căn nhà của mình không thể để cái căn nhà đó mà bị đàn áp, bị dã man, bị chọi đá, rồi có những người ở trong gia đình bị thương tật như vậy, rồi không có thức ăn, rồi không có nước uống, rồi không có điện nữa. Quý anh chị em nghĩ mà 13 ngày quý anh chị em sống như vậy, trong cái cuộc sống tăm tối như vậy, các anh nghĩ như thế nào? Phải không? Mà không phải, tôi khẳng định mình không phải là lo cho gia đình ông Khải đâu, ông Thả đâu. Mà cái này, cuộc đấu tranh này là mình lo cho cá nhân của mình lo cho quê hương đất nước của mình lo cho dân tộc của mình dấn thân. Sự thật các anh em phải nghĩ rằng, còn mình muốn mà báo cáo cho những cái điều mà tồi tệ về cái nhân quyền ở đang xảy ra ở tại nhà ông ta, thì quý anh chị em trong nước nên viết những cái bài viết rồi gửi cho Liên Hiệp Quốc, gửi cho Human Rights, tổ chức nhân quyền, tổ chức y tế hoặc tổ chức trên thế giới, các anh em muốn cần thì vô Google đánh tìm ra những cái địa chỉ đó và gửi thư cho họ, tìm ra, có thể là họ có email, gửi email cho họ. Sự thật các tổ chức đó họ có cái người thông dịch hết trơn rồi, các anh em ký ghi tất cả những cái gì mà các anh em uống bằng cái tiếng Việt, phải không? Cái gửi cho tất cả các tổ chức đó bằng tiếng Việt rồi họ cũng có người thông dịch ra. Và đây là đó đó là những cái lá thư mà nó rất quan trọng lắm. Đừng có nghĩ nó không quan trọng. Những cái lá thư mà tự nhiên của một con người mà mình thấy những cái việc sai trái, mình trình bày với Liên Hiệp Quốc, mình trình bày với cơ sở nhân quyền. Mình trình bày cho họ bằng cái ngôn ngữ của mình, họ sẽ có người dịch ra và họ có thể cử người để mà điều tra những cái vụ này. Mình đưa ra những cái bằng chứng, có thể mình đưa ra những cái video clip cho họ thấy, những cái đường link mình cho họ biết. Và không phải là chỉ có người ngoại quốc, chỉ có các quốc gia ở ngoài không, các quốc gia ở ngoài nó xa xôi lắm, ngay TV 256 nửa vòng trái đất không thể nào làm gì được. TV 256 nửa vòng trái đất làm sao mà đến đến cái xã mà Vĩnh Linh đó được.
Đâu có đơn đơn giản gì, dễ dàng như vậy được. Đừng có mong mình phải tự làm đi. Và mình đừng nên làm vậy hả? Bạn bạn Hiếu Hoàng nghĩ sao mà đừng nên làm vậy? TV kêu gọi tất cả những người đó, đồng bào của mình đó, phải gọi điện thoại. Gọi điện thoại ở ngay cái chỗ mà tỉnh An Giang đó. Tỉnh An Giang rồi là xã An Phú, huyện xã Vĩnh Lĩnh hay là huyện An Phú mới đúng, huyện An Phú. Gọi cho những cái mà cơ quan hành chánh đó, những cái đồn công an, nó tại sao mà để mà đồng bào, mà để nhiều người dân mà chổi đá vào nhà ông để mà làm tổn thương những người già như vậy. Nghe nói cụ già 80 tuổi là bị chổi đá vào đầu. Ông Vương Văn Thả ông cũng bị chổi đá nữa. Đúng không? Bạn Hiếu Hoàng Dung đó, bạn Hiếu Hoàng đó, nên tại sao bạn nói là đừng nên làm như vậy? Cắt nghĩa cho TV để đánh vài dòng tắt chát đi. Và bạn muốn cần đó, bạn có thể gọi cho TV 256. Bạn gọi rồi TV cho bạn lên nói chuyện trước diễn đàn, trước mọi người. Hiểu không? Đúng rồi. Cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Tịnh nha. Hành động của người trong nước là chính, hải ngoại chỉ hỗ trợ tinh thần thôi. Dạ. Đừng nên làm như vậy, nhưng mà bạn cắt nghĩa cho cái lý do là như vậy. Hả? Cắt nghĩa lý do đừng làm như vậy làm sao? Thôi, TV có những cái điều mà cần chia sẻ với quý anh chị. Nhiều khi mà mình nói chuyện đó, nó cũng hơi khó một chút là những cái dòng text chat nó có thể nó làm cản trở cái sự suy nghĩ của mình, phải không? Đó là những cái cơ sở mà nhân quyền cảm ơn bên Nguyễn Thanh Tịnh nha. Quý anh chị em đó, trong nước đó, viết bằng cái thơ tay, bằng cái thơ tay, không cần phải đánh máy. Những cái gì mà quý anh chị em mà làm bằng cái khả năng của chính mình á, thì người ta thấy, người ta mới xem trọng cái lá thơ đó, chứ không phải là các anh phải đánh máy rồi làm hình ảnh rồi này nọ, rồi làm cho nó đẹp đẽ. Rồi người những cái người mà cơ sở nhân quyền, họ không quan trọng cái điều đó. Họ quan trọng là sự thật, họ quan trọng là do cái lòng của ta, cho anh em viết ra những cái câu tiếng Việt thôi, không cần tiếng Mỹ. Đó có địa chỉ email gửi cho cơ sở nhân quyền quốc tế. Rồi sợ anh Nguyễn Thanh Tịnh có thể anh truy ra những cái mà địa chỉ của những cái cơ sở tổ chức khác ngoài cái Human Rights. Nó có những cái nhà báo, rồi là Freedom House đại khái. Nó có nhiều lắm, nó nhiều cái tổ chức nhân quyền lắm. Thì đó, nếu mà được đó thì anh cứ post lên những cái địa chỉ email hoặc là địa chỉ bình thường đó, thì để có thể là bà con trong nước mà may mắn mà đọc được cái cuộc nói chuyện của TV 256 thì họ sẽ có những cái mà địa chỉ đó, rồi họ sẽ viết thư, họ sẽ gửi email bằng cái ngôn từ bình dân của mình thôi. Mình nói mình không có thể chấp nhận mà một cái người công dân của mình mà lại bị cúp điện, bị cúp nước như vậy, rồi bị chổi đá như vậy, mà cái nhà nước này nó không có bảo vệ. Nó chổi đá là biết bao nhiêu ngày rồi, nó chổi đá mà làm thương tích rất là nhiều người rồi, mà rốt cuộc không có được bảo vệ gì hết. Một cái nhà nước mà nó hoàn toàn nó vi phạm nhân quyền, chỉ vì người ta ghét cộng sản thôi. Người ta ghét cộng sản là cái quyền của người ta, đó là cái quyền tự do ngôn luận của ông Thả thôi, chứ ông không có tội gì hết.
Bây giờ ông có nói ông ghét cộng sản, ông chém, ông giết cộng sản, nhưng mà đó là cái lời nói của ông thôi. Cái lời nói không có tội đâu quý anh chị em. Cái lời nói đó là người ta giận thì người ta nói với tôi, chừng nào người ta hành động đó, thì nó mới trái với pháp luật. Còn cái lời nói của người ta thì mình phải coi cái đó là quyền tự do ngôn luận của người ta. Đơn giản như vậy thôi. Không có ai mà kết tội trong cái sự suy nghĩ của mình. Không có phải giống như là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà có cái luật gọi là rất là tiểu lâm. Thấy không? Luật rất là tiểu lâm là cái điều 79 trong bộ luật hình sự. Điều 79 là âm mưu. Trời đất ơi, âm mưu lật đổ nhà nước. Cái luật rất là quái đản, rất là khốn nạn. Âm mưu là người ta ở trong đầu người ta, mà làm sao mà các anh biết trong đầu người ta có cái âm mưu. Đúng không? Mà ở trong đầu người ta mà người ta chưa có làm thì đâu có phải là tội. Đúng không? Ở trong đầu không có tội. Chừng nào mà thực hiện ra cái hành động á, chứ trong đầu bây giờ mình con người mà, phải không? Thí dụ mình thấy cái đó mình nó đẹp quá mà mình muốn bỏ vô trong túi, phải không? Mình cho cái suy nghĩ mình bỏ vô trong túi đi. Mình là cái ăn cắp đó. Đâu có ai xử tội mình. Chừng nào mình lấy cái đồ ăn cắp đó mình bỏ vô trong túi mình, thì lúc đó nó có mới tòa án nó mới kết tội mình thôi. Còn cái sự suy nghĩ của người ta âm mưu là anh không có quyền kết tội. Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân nó rất là lưu manh. Lũ cộng sản là bọn súc vật, đúng như vậy đó. Rất là lưu manh. Nhưng cái vấn đề mà âm mưu vô lý thật. Những cái điều mà lợi dụng quyền tự do dân chủ, cái điều 258 đó, cái điều đó TV thấy nó cũng ghê gớm, không có thua gì cái điều 79. Khi mà luật pháp mà được đặt ra đó, thì người dân phải có cái quyền dựa vào cái luật pháp đó. Mà người dân càng sử dụng cái quyền đó đó là những người công dân tốt đó, chứ không phải là mình tự nhiên người ta sử dụng cái quyền đó mình nói người ta lợi dụng. Luật pháp cho người ta làm điều nào thì người ta phải sử dụng điều đó. Mình thấy người dân sử dụng cái luật pháp mình phải mừng, mình phải cảm ơn người dân, chứ không phải mình chọt vô cái chữ gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Cái luật pháp gì mà quái đản gì, các anh chưa có là tự do dân chủ nữa mà các anh nói người ta lợi dụng quyền tự do dân chủ. Luật pháp rất là điếm đàn mà lưu manh, thấy không? Thành ra nói thật đó, các anh chỉ là chơi luật rừng, thấy không? Các anh chơi luật rừng nó quen rồi, nó bắt người ta toàn là vô cớ không à. Trong cái bản hiến pháp đó chúng ta thấy rõ đó. Bản hiến pháp nói là con người công dân nó có cái quyền tự do ngôn luận. Nó tự do ngôn luận mà tự nhiên cái nó đẻ ra cái bộ luật hình sự, cái điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước. Tuyên truyền cái gì? Người ta nói là cái trường hợp đó người ta quyền tự do ngôn luận thì nhà nước làm sai thì người ta nói, nhà nước làm sai thì người ta chửi. Đó có quyền cái tự do ngôn luận của người ta mà. Làm sao mà tự nhiên mà anh lấy cái điều luật mà bộ luật hình sự là cái bộ luật con, nó đẻ ra từ hiến pháp. Nó đẻ ra từ hiến pháp mà đứa con nó lại ăn hiếp đứa mẹ, người mẹ như vậy. Mẹ đó đã nói rằng là cái điều luật căn bản là điều luật mẹ là phải tuân theo mẹ trước. Hiểu không? Con nó chỉ là bổ túc theo thôi, nhưng mà nó phải tuân theo người mẹ trước. Cái luật mẹ mình phải tôn trọng trước, hiểu không? Đau lòng vậy đó. Mà hàng trăm, hàng ngàn người bị bắt trong tù, bỏ trong tù vì cái điều mà 88 tuyên truyền gọi là chống phá nhà nước.
mình nói ra đó, nói thiệt á, các quốc gia khác đó gặp những cái người mà tuyên truyền chống phá nhà nước giống như là chị mà mẹ nắm đó, người ta vinh danh giống nước Mỹ mà hiện tại mình thấy bà tổng thống đó, bà trong cái cuộc họp mà bà vinh danh cái người phụ nữ Việt Nam là chị mẹ nắm đó, là chị can đảm để mà đấu tranh trước cái bạo quyền như vậy. Người ta vinh danh vì sao? Nước Mỹ mà khi mà anh đó nhìn thấy được cái sai lầm của nhà nước, anh nhìn thấy được những cái điều luật này nó không có đúng, nó không có thích hợp, khi mà anh chỉ trích được nhà nước đó, nhà nước gửi thơ cảm ơn anh, và nhiều khi còn vinh danh anh nữa là một anh hùng nữa. Vinh danh là một anh hùng mà chuyện đó đã xảy ra rồi, chứ không phải là TV rồi là nói rồi là cho có, không phải vậy. Chúng ta nhớ cái bà Mỹ mà da đen không? Bà Mỹ da đen mà ngồi trên xe bus mà bà có nhất định bà ngồi, bà không có nhường ghế cho người Mỹ trắng không? Và bà đó bà nhất định bà chống những cái luật sai trái như vậy. Cái luật sai trái, cái luật nó kỳ thị là nó ép cái người da đen không có được, phải nhường quyền, nhường cái ghế ngồi cho người da trắng. Và bà Mỹ đó bà nhất định bà ngồi, dù tới đâu bà cũng ngồi, bà không nhường. Và rốt cuộc là bà thắng và bà được nước Mỹ vinh danh thành là một người anh hùng. Và đưa cái ngày sinh nhật của bà làm một cái ngày lễ cho mọi người nghỉ. Thấy không? Người ta đó, người mà nắm cái hành pháp đó, người ta rất tôn trọng những cái sự chỉ trích. Nhờ có chỉ trích thì cái đất nước mới tiến bộ được. Nếu mà chúng ta không có nhận thấy chỉ trích đó thì bảo đảm cái đất nước này không bao giờ tiến bộ được. Thấy không? Chứ không phải là người ta chỉ trích rồi cái mình ép người ta vô vào cái tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Thấy không? Nếu mà không có mà biết bao nhiêu trên cái đất nước này người ta chỉ trích cái Đảng Cộng sản, người ta chỉ trích những cái hành xử của công an. Nếu mà các đất nước này mà chấp nhận những lời chỉ trích đó, thì thấy người dân chỉ trích như vậy thì thay đổi thì đâu có cái chuyện gì xảy ra. Mà cái xứ cộng sản nó không bao giờ nó thay đổi, nó cứ giữ cái cộng sản đó hoài thôi. Mà trong khi đó bây giờ TV hỏi quý anh chị em, kiếm cho TV ra được một người cộng sản không? Ở trong cái đất nước này đó, 90 triệu dân đó, quý anh chị em kiếm ra được một người cộng sản không? Cộng sản đúng nghĩa không có. Muốn cộng sản nó chạy qua bên Bắc Hàn đó, bên mà gọi là Triều Tiên đó, Bắc Triều Tiên. Nhưng ở nước mình đâu có cộng sản. Cộng sản là cái nền tảng nó là vô sản chuyên chính mà. Cái nền tảng nó là nền kinh tế mà tập trung mà. Nền kinh tế tập trung, nền kinh tế chỉ huy mình công nông trường. Mà bây giờ thấy thằng nào cũng là bạc triệu đô la, từ Nguyễn Tấn Dũng rồi Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, thằng nào cũng nhà lầu cửa cao hết, thằng nào cũng giàu có, nó đâu phải là vô sản chuyên chính đâu. Quý anh chị em nhớ là những tên mà cầm quyền khi xưa, mà lúc mà 1975 vào nước chiếm miền Nam Việt Nam đó, thằng nào cũng đi dép râu, áo thì bỏ ngoài quần, không có thắt cà vạt, không có tài sản gì hết á, mà nó cầm quyền đó, nó cầm quyền thật sự đó, thì cái sức cộng sản nó vậy, cái sức cộng sản nó vậy, rồi bây giờ tự nhiên là bây giờ nó giàu có quá sát trời luôn. Nó giàu có mà bây giờ nó đâu còn nền kinh tế tập trung nữa đâu. Thành ra mình nói là mình không thấy cộng sản là vậy. Không có thấy thằng nào cộng sản đó. Thằng nào ra đứng đường làm công an rồi cảnh sát cũng là hối lộ rồi đút tiền trong túi đó. Rồi hại dân hại nước không à.
Mà khi mà anh đã không còn cộng sản là anh phải tự động giải tán cái đảng cộng sản, đó là điều mơ ước của người dân. Anh không có thể nào mà anh vẫn tiếp tục cái đảng cộng sản để là tên đảng cộng sản Việt Nam, rồi anh bỏ trình hình nó nằm ở trong hiến pháp nữa. Giống như là anh ngồi xổm lên luật pháp, anh là những cái thằng mà hiếp pháp, chứ anh không phải là thi hành hiến pháp đâu. Mấy cái anh cầm quyền đó là mấy cái anh hãm hiếp bản hiến pháp, chứ không phải là mấy anh thi hành bản hiến pháp. Nếu mà mấy anh thi hành bản hiến pháp đó là mình phải dẹp bỏ điều 4 rồi, một cái điều mà thô bỉ như vậy, phải không? Tại vì các anh không còn cộng sản nữa thì các anh phải dẹp bỏ cái đảng cộng sản. Không phải là các anh ghi trên bản hiến pháp là cái đảng cộng sản gì được. Mai mốt các anh đổi thành đảng lao động rồi, chẳng lẽ bắt hiến pháp phải sửa đổi theo anh à? Thì rõ ràng là các anh lưu manh rồi. Một cái bản hiến pháp mà phải sửa theo một cái đảng là các anh ngồi xổm lên luật pháp rồi, phải không? Trong khi cái bản hiến pháp là cần cái sự công bình và bình đẳng, hiểu không? Thì từ cái sự công bình bình đẳng thì điều 4 các anh phải sửa lại rằng là tất cả mọi đảng phái đều có thể lãnh đạo cái đất nước. Sự việc đơn giản thôi. Tất cả mọi đảng phái, dù là đảng Việt Tân hay là đảng Dân Chủ hoặc là đảng Công Nông gì đó, đảng nào đó cũng có thể là lãnh đạo cái đất nước nếu mà được dân bầu. Trong bản hiến pháp cứ đơn giản như vậy thôi, chứ không phải là bây giờ suốt cuộc đời rồi là 500 năm nữa hay 1000 năm nữa cũng là đảng cộng sản là lãnh đạo cái đất nước. Anh thấy một bản hiến pháp mà anh đưa cái điều 4 nó quá lưu manh như vậy, làm sao người dân chấp nhận được? Người dân người ta thấy rõ cái điều lưu manh như vậy không có được. Có thể người dân sợ và không dám nói, nhưng mà TV này đâu có sợ anh. Nói ngay là mình không phải anh hùng gì, nhưng mà tại vì TV ở ngoài, thành ra TV có quyền nói. Nhưng mà nói thật, nếu mà TV làm sao ở trong TV cũng nói nữa. Thấy đúng là nói mình, tại vì cái bản tánh như mình như vậy đó. Bản tánh mình thấy đúng mình nói. Mình thấy các anh sai thì mình dạch ra cho các anh. Mà khi dạch ra như vậy thì các anh phải cảm ơn người dân. Cảm ơn người dân đã nhìn thấy cái sai của mình. Thấy không? Nhìn thấy cái sai mình phải cảm ơn người ta, mà còn phải khen thưởng nữa. Giống như nước Mỹ nó khen thưởng cái bà Rosa Parks. Cái bà Rosa Parks là cái bà mà không chịu nhường cái ghế cho người Mỹ trắng. Cái chuyện lịch sử Mỹ nó có như vậy, và bà được thưởng mà bà được vinh danh nữa. Vinh danh thành những người vĩ đại của nước Mỹ. Sự thật như vậy đó quý anh chị em. Cái luật pháp của các anh đó là luật ăn cướp. Cái luật ăn cướp toàn là cái luật mà làm như là các anh muốn cố tình để làm ra những cái luật để tạo thành những cái sự mâu thuẫn, những cái sự mà lưu manh để mà bóc lột xương máu của người dân, phải nói thẳng như vậy đó. TV cũng nhắc lại cái nhớ cái luật mà hiến pháp mà điều 53 và điều 54 không, về quý anh chị em dở ra coi. Mình do mình thấy nó lưu manh liền à, quá lưu manh luôn. Ngay cái điều 53 nó nói là sở hữu đất đai đó là của người dân. Điều 53 nó nói rõ như vậy, là người toàn dân có quyền sở hữu đất đai. Mà nó nói toàn dân nha, nó nói toàn dân chứ nó không phải là nó nói cá nhân nào. Rồi điều 54 nó nói là các anh nó chỉ được quyền sử dụng đất thôi. Còn nhà nước thì quản lý. Nó chỉ làm trò cười với thiên hạ thôi. Mình
nó lưu manh đến mức đó thì nó làm luật mà nó treo cả ngọn như vậy. Mới đầu thì đất là sở hữu của toàn dân, thì tự nhiên cái điều kế bên thôi, kiểu điều 54 thì anh chỉ có quyền sử dụng đất thôi. Mình là sở hữu thì mình phải có sử dụng, mình phải có chủ quyền. Cái vấn đề là mình có cái chủ quyền trên cái mảnh đất của mình. Đúng không? Đằng này coi như là mình chỉ sử dụng đất thôi, mình mất chủ quyền rồi. Thành ra mình sử dụng đất mà bây giờ đất rồi nó lấy lại, nó ăn cướp mình. Đúng không? Nó ăn cướp rồi nó gọi là thu hồi đó. Bởi vì cái vấn đề đó nó giải quyết đó là nó không bao giờ giải quyết được. Nó không bao giờ giải quyết được. Thành ra TV nói là ông mà Nguyễn Đức Chung mà thiếu tướng hay đại tá Nguyễn Đức Chung mà giải quyết vấn đề này là tầm bậy. TV lên án cái điều đó. Cái điều đó nó không phải thuộc thẩm quyền của ông Nguyễn Đức Chung. Ông chỉ là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thôi. Trong khi cái gì, sự việc cũng xảy ra đồng tâm là của cả nước, cả một nước như vậy. Mà suốt mấy chục năm như vậy, suốt mấy chục năm chúng ta có hàng chục triệu dân oan như vậy. Nói cái hồ sơ mà dân oan lên tới hàng triệu hồ sơ, chúng ta nhớ như vậy. Thì cái chuyện nó, người dân nó phản đối khắp nơi, biểu tình khắp nơi, khắp nước. 63 tỉnh thành, sự thật là vậy. Luật pháp mà tréo cả ngỗng. Bây giờ TV hỏi quý anh chị em chấp nhận được luật biểu tình không? Sự thật có cần luật biểu tình không? Trong khi đó, mấy cái bản hiến pháp trước thì nói thiệt mà TV26 không để ý. Nhưng mà bắt đầu từ bản hiến pháp 1992 đó. Tại vì nhà TV256 có cái bản hiến pháp 1992 mà màu xanh nè. TV có thể cho quý anh em chị coi cái bản hiến pháp. Một cái bản hiến pháp mà bây giờ tự nhiên bây giờ TV nói ra rồi tự nhiên cái nó quên ngang nữa. Mình đang nói cái điều mà rất là quan trọng. Nhiều khi đó mình những cái dòng tắt chat nhiều khi nó hơi ảnh hưởng. Đúng rồi. Mình nói đến cái mà quyền biểu tình. Mình nói đến cái quyền biểu tình. Thành ra quốc hội chưa có cái quyền biểu tình đó. Nó nằm ở trong cái điều mà 25 hiến pháp. Cái điều 25 hiến pháp thì nó thầm ra một cái câu là theo quy định của pháp luật. Đây là cái trò lưu manh đó. Sự thật không có quy định gì được hết. Anh quy định cái gì? Nó là cái quyền làm sao quy định được? Bây giờ cả gần 500 đại biểu quốc hội đó cũng không có quy định gì được. Bởi vì nó kéo dài từ năm 1992. 92, 25 năm rồi. 25 năm hứa hẹn rồi. Hứa hẹn có cái luật biểu tình mà đâu có luật biểu tình nào đưa ra đâu. Tại vì cái luật nào đó, khi mà người ta viết ra đó, người ta thấy nó đi ngược lại cái luật mẹ. Cái luật mẹ nó có quyền biểu tình rồi là anh có quyền biểu tình thôi. Hiểu không? Không có thể nào mà có thể mà dùng cái luật con gọi là ép cái luật mẹ được. Luật mẹ nó có nằm ở trong đó là có quyền biểu tình rồi. Mỗi công dân đều có quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận rồi. Phải không? Thành ra đó, nếu mà chúng ta chờ đợi cái bản hiến pháp, đợi một cái đạo luật nào đó mà nói về cái quyền biểu tình đó, hiểu không?
theo quy định của pháp luật đó, mình chờ chắc tới Tết Congo á, không có đâu, tụi nó là gạt mình thôi. Thành ra đó, nhớ hiến pháp cho quyền biểu tình, các anh em có quyền biểu tình, cứ nói. Điều 25 khẳng định như vậy, các anh em không có thể nào dùng bất cứ một cái đạo luật nào để mà đè đầu cái hiến pháp được. Các anh là những người thi hành luật pháp, mà các anh không tôn trọng luật pháp, thành ra chúng tôi không nghe lời các anh. Sự thật là như vậy. Chúng tôi khẳng định cái quyền biểu tình, và đúng ngày 30 tháng 4 này chúng tôi nhất quyết xuống đường. Cỡ nào cũng chơi hết á. Một cái quyền mà ghi trong hiến pháp mà người dân mà mình không dám, mà mình không dám, rồi mình để cái tụi nó lại là dùng cái lực rừng để mà nó bắt mình, nó thảy lên xe rồi nó đánh đập mình chảy máu, mình thấy là mình chấp nhận được. Thưa quý anh chị em, mình phải theo luật đi, mình coi như là mình dựa theo luật nó đi. Tạm thời mình dựa luật đi, chứ sự thật ra là nó là những cái thằng điểu không à. Nó là những cái thằng điểu không à. Cái đảng điểu á. Quý anh chị em thử nghĩ, trong cái gọi là gần 500 người đại biểu quốc hội của nó đó, chúng anh em thấy có một người nào gọi là đại biểu thật sự không? Đại diện cho dân không? Quý anh chị em suy nghĩ thử coi. Không có một thằng nào đại diện cho dân hết á. Một thằng kiếm không có nữa. Chúng ta biết rằng là cái đất nước này đó, nó có quá nhiều vấn nạn, nó có hàng trăm hàng ngàn vấn nạn. Chúng ta thấy có một cái thằng dân biểu nào ló đầu ra đứng bên cạnh dân không? Ở bên nước người ta mà biểu tình đông quá, dân biểu nó đi chung luôn đó. Nó giúp cho người dân luôn đó. Người mà dân mà bị khổ nạn như thế nào, gọi điện thoại cho dân biểu mà bận quá, đến cái nhà của dân biểu luôn, đến cái cơ sở hành chánh của người dân biểu luôn, để mà trình bày cái nguyện vọng của mình và kêu gọi là cái này là nó không đúng luật rồi, kêu gọi là nhà nước phải thay đổi để mà làm sao cho tốt đẹp cho người dân. Đó mới gọi là dân biểu. Các anh em có khi nào mà ở Sài Gòn rồi các anh em gọi người mà đại biểu quốc hội của mình không? Đại biểu ở Sài Gòn không? Các anh em ở trên diễn đàn có thấy điều đó không? Các anh em có gọi đại biểu quốc hội của mình không? Hồi nào giờ có nhờ đại biểu quốc hội của mình giúp không? Ở bên đây nước Mỹ nó khác. TV256 cần gì á thì cứ gọi ngay cái người mà đại biểu quốc hội thôi, hoặc là thượng nghị sĩ thôi. Đó, khi xưa đó cũng vậy. TV ở bên nước Mỹ này, nói thiệt mình là mình đâu phải là mình, lúc đó mình chưa phải là công dân nữa, thí dụ vậy. Nhưng mà mình có thể tiếp xúc với thượng nghị sĩ, dân biểu, mà mình đòi hỏi cái nguyện vọng của mình. Là bên đó mình có người cô, có người cô còn ở Việt Nam mà cổ sống rất là cô độc nữa. Rồi mình nhờ người thượng nghị sĩ đó giúp đỡ. Ông nói ok. Thế là ông chỉ nói một tiếng thôi là cái người cô của mình đi qua Mỹ đoàn tụ với TV256. Người đó thật sự là họ lo cho người dân, họ thấy người dân trong cái hoàn cảnh như vậy. Mình nói cái cô đây là nó đại khái là như vậy. Mình nói cái họ thấy, họ thương, là họ thấy họ đúng lý là họ cho vào nước Mỹ, hiểu không? Rồi lên cũng ra phẩm vấn, rồi cấp visa, rồi cho qua bên Mỹ. Đó mới thực sự là người dân chứ. Thành ra đó 500 người mà gọi là đại biểu quốc hội đó, toàn là cái phường lưu manh đó, ăn cháo đái bát, còn đâu có lo cho dân mình đâu. Cái đảng cộng sản này nó nói là người là lo cho đảng thôi.
Tụi Cộng sản nó chỉ có lo cho đảng thôi. Và nó còn ép đảng viên gọi là phải trung thành tuyệt đối với đảng. Khốn nạn như vậy. Trong khi đó đó, TV256 hiểu rằng là đất nước chỉ có một à. Anh trung thành với đảng đó là cỡ như anh phản quốc thôi. Không? Nếu mà anh trung thành thì phải trung thành với tổ quốc. Đúng không thưa quý anh chị em? Đúng chứ phải không? Mình tuyệt đối trung thành với tổ quốc. Tổ quốc cái nghĩa của nó rằng là anh linh hồn thiêng sông núi của mà tiền nhân của mình để lại cho mình một cái mảnh giang sang như gì, hình chữ S như vậy. Nó gọi là tổ quốc là vậy. Tổ quốc là nó có cả tiền nhân, nó hung đúc cho mình tạo nên một cái con người Việt Nam như mình, một cái tiếng nói riêng biệt như mình, để mà sánh cùng cái thế giới. Nó gọi là tổ quốc là vậy. Trong khi đó, tổ quốc của nó là cái gì? Giờ này chúng ta chưa biết tổ quốc nó của thằng mấy thằng Cộng sản là cái gì. Nếu mà nó mà tôn trọng tổ quốc Việt Nam á, TV bảo đảm, TV sẽ nhìn thấy cái đồng tiền Việt Nam đó nó có in hình của những tiền nhân của chúng ta. Những tiền nhân như là Hai Bà Trưng này, thời Việt Nam Cộng Hòa có. Thời Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Đức Trần Hưng Đạo, rồi Lê Lái, những đồng tiền đó có hết. Chứ không phải một mình một cái tên mà gián điệp Hồ Chí Minh đâu. Là chúng không còn coi cái tổ quốc là cái gì hết ấy. Chúng gọi là khinh thường cái tổ quốc. Bởi vì người ta nói tam, Cộng sản nó có tam vô là gì đó. Vô tổ quốc, vô gia đình, rồi vô tôn giáo. Sự thật là như vậy. Nó vô tổ quốc. Thành ra nó chỉ có một đồng tiền Hồ Chí Minh thôi. Những cái chuyện đó mà chẳng lẽ quý anh chị em trong nước mà không thấy điều đó. TV nghĩ rằng hôm nay TV vạch ra các anh thấy đó là những điều sai trái đó. Thấy không? Thứ nhất là mình không thể nào mình tôn thờ một cái tên mà giết người tàn nhẫn như vậy. Một cái tên giết người mà lên tới 172.008 người. Nó ghi trong cái mà sách mà về kinh tế đảng đó. 172.000 người đó. Thế mà nó tôn sùng lên thành một cái cha già dân tộc rồi gọi là bác nữa. Trong khi nó là tên gián điệp Tàu. Mà nếu mà quý anh chị em mà nghi ngờ không phải là gián điệp Tàu ấy, thì hãy ráng nghe những cái lời mà những cái bài trước của TV256, những cái cuộc nói chuyện mấy lần trước của TV256, có hai lần là về Hồ Chí Minh đó. Cái phần 1 với phần 2 đó. Thì quý anh em biết đây ngay là TV256 đưa ra cái bằng chứng đàng hoàng, chứ không phải là quá nhiều bằng chứng luôn. Quá nhiều bằng chứng về cái tên gián điệp Hồ Chí Minh. Thử hỏi các anh không biết cái tổ quốc của anh là gì hết đó. Một cái tên mà đại sứ mà qua bên Mỹ đó, đại sứ Việt Nam qua bên Mỹ đó, ông nói, ông tuyên bố là nước Mỹ hùng mạnh nhờ có được trên 200 năm lập quốc. Còn cái nước Việt Nam á, ông nói làm như là nó mới lập lại, mới lập từ năm 1945 này. Nó coi như phủ nhận tất cả công lao của tiền nhân. Cái cộng sản là vậy. Họ nói cái đất nước này chỉ có vài chục năm, thành ra đâu có theo được nước Mỹ. Phủ nhận tất cả công lao của tiền nhân để lại. Vô tổ quốc. Đó là những thằng vô tổ quốc đó mà. Mà mấy thằng đảng viên á, bây giờ tôi nói thêm một cái điều nữa, nó khôi hài đó. Nó vô tổ quốc đó, nhưng mà khi mà chết đó, thì quý anh chị em thấy nó làm sao? Chết cái nó nói
tổ quốc ghi công rồi nghe. Tổ quốc ghi công. Nó không có tổ quốc mà nó là tổ quốc ghi công. Trong khi trung thành với đảng, trung thành với đảng thì phải để đảng ghi công chứ. Tổ quốc nào ghi công cho anh? Đâu có thì. Anh tuyệt đối trung thành với đảng thì hãy để đảng ghi công cho anh. Đúng không? Bởi vì TV nói đó, mấy cái anh chị em đó, nói thiệt đó, đừng có buồn nha. Mấy anh chị em là đảng viên Đảng Cộng sản, đừng có buồn. Đúng không? Có thể TV nói thẳng các anh là những người vô liêm sỉ mà các anh trả lời không được. Các anh trả lời không được. Các anh rất là vô liêm sỉ là tại vì các anh không còn là Cộng sản nữa. Nó đơn giản thế kìa. Cái chủ nghĩa Cộng sản các anh đã bỏ từ lâu rồi. Các anh đã bỏ nền kinh tế tập trung công nông trường rồi. Các anh cũng bỏ luôn cả vô sản chuyên chính rồi. Phải không? Thì các anh vẫn sử dụng mình là thành viên của Đảng Cộng sản. Thành viên của Đảng Cộng sản là các anh vô liêm sỉ rồi. Thành ra đó, các anh muốn các anh không vô liêm sỉ á, thì các anh kêu gọi cái thành phần mà cầm quyền đó, thành phần mà đảng trưởng đó, các anh phải đổi cái tên Cộng sản, phải giải tán cái Đảng Cộng sản này đi, phải giải tán cái Đảng Cộng sản tội ác này. Sự thật đấy. Chứ các anh vẫn còn là đảng viên Đảng Cộng sản là các anh vô liêm sỉ. Thấy không? Thành ra TV nói thẳng là các anh là treo đầu dê bán thịt chó. Đúng không? Các anh không còn Cộng sản nữa. Nếu mà các anh còn Cộng sản thì nó giống như Bắc Hàn. Hiểu không? Đó là Cộng sản. Các anh giàu có quá sức trời mà nền kinh tế tập trung mà. Cha thằng Bắc Hàn nó có nền kinh tế tập trung, nó đâu có thị trường cởi mở như gì đó. Phải không? Dạ, yeah. TV muốn chia sẻ cho quý anh chị nghe em nha. Thì hôm nay là TV livestream đó, là để đưa cái hình ảnh của cái địa chỉ của nhà ông Vương Văn Thả nha. Vương Văn Thả, đó, quý anh chị em thấy đó, Vương Văn Thả nha. Thì quý anh chị em nhớ địa chỉ để mà chúng ta tập trung đến nhà Vương Văn Thả để mà cứu lấy chính chúng ta. Chứ không phải là cứu người ông Vương Văn Thả đâu. Ông Vương Văn Thả ông chấp nhận chết dễ dàng lắm. Ông chấp nhận chết rồi. Đúng không? Ông chấp nhận cái chết cho cái dân tộc này nó sống. Thành ra đó, đây là một cái mà TV thấy ông là một người anh hùng. Ông là rất hay. Ông chấp nhận chết mà. 13 ngày rồi, thiếu ăn, thiếu nước, thiếu điện. Quý anh chị em suy nghĩ, quý anh chị em sống ra sao trong một cái xã hội này mà thiếu điện, thiếu nước, rồi thiếu đồ ăn. Thật ra đó, các anh chị em đó phải nhớ địa chỉ này, nằm trong lòng địa chỉ này và nhất định rồi là đến cái địa chỉ ông Thả. Không có để mà những cái tên côn đồ mà công an côn đồ mà nó để nó đồ trội đá vào nhà ông Thả rồi nó chửi mắng ông Thả như vậy. Mà mình phải hiểu đây là cái việc làm trách nhiệm của cá nhân mình, chứ không phải là cá nhân mình. Tại vì đó là cái thông điệp của ông Thả. Cái thông điệp ông muốn chấp nhận ông chết để mà ông vực dậy cái tinh thần yêu nước của chúng ta, cái tinh thần mà muốn là xóa bỏ cái Đảng Cộng sản, cái tinh thần mà muốn phải giải thể cái Đảng Cộng sản này. Ông không muốn cái Đảng Cộng sản này nó xuất hiện ở trong cái đất nước mình, phải giải tán cái Đảng Cộng sản thẳng như vậy. Hiểu không? Đã giải tán cái Đảng Cộng sản mà còn phải đưa lên cái lá cờ chính nghĩa, cờ vàng ba sọc đỏ của tổ quốc của mình. Chứ không phải sử dụng cái lá cờ mà phúc kiến.
sử dụng cái lá cờ Phúc Kiến, cờ đỏ sao vàng. Cờ đỏ sao vàng là cái cờ của tao, cái lịch sử nó đã nói như vậy rồi, nó có bằng chứng lịch sử là cái lá cờ đỏ sao vàng là của tao. Mà ông Khả đó, ông gọi là đưa cái nhắc nhở chúng ta cái lá cờ mà tổ quốc. Dạ, cứu chú Thả đó là giống như mình cứu cho chính mình. Mình làm việc cho chính mình muốn cái quê hương mình đó. Mình muốn cái quê hương mình được tự do, thanh bình, được giàu có. Quý chị em đừng có lo. Nói thiệt á, quý chị em đừng có lo là nghèo đâu. Cái nước mình sẽ giàu lắm. TV nói thật á. Nếu mà những người cộng sản đó họ biết thay đổi từ năm 1986 đó, mà họ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản đó, họ cho chính trị gọi là cởi mở về chính trị đó, họ chỉ mở cởi mở về cái phần kinh tế thôi, hiểu không, là chỗ gọi là nền kinh tế thị trường thôi. Nếu mà họ cho cái chính trị mà đa đảng á, hiểu không, cái này không phải là TV nói là xin cho đâu, nhưng mà cái sự mà hiểu biết của người cộng sản đó để mà làm cho tốt đẹp đất nước, để làm giàu có cho đất nước đó. Mà người cộng sản đã đổi là đất nước mình giàu rồi. Giàu nhanh lắm quý anh chị em ơi. Quý chị em biết tại sao là mình giàu nhanh không? Mà giàu vượt bực luôn á. Đến mà bây giờ đó mình phải hứng chịu một cái đống rác, thành ra nó phải mất cả 5-10 năm nữa, 10 năm nữa. Chứ lúc đó thì nó khác rồi. Bây giờ mình phải chịu cái hứng cái đống rác này. Tại sao giàu nhanh? Tại vì mỗi người Việt Nam, mình có gần 5 triệu người Việt Nam ở trên toàn thế giới. 5 triệu người Việt Nam đó, họ học được tất cả những cái văn hóa tập tục, những cái văn minh của bất cứ cái quốc gia nào. Nó toàn thế giới, mấy trăm quốc gia mình đều có người Việt Nam. Và những cái người Việt Nam đó học được những cái điều hay, những điều tốt đẹp của các quốc gia khác, trở về nước yêu thương cái đất nước mình đó, thì nó xây dựng quá dễ luôn. Và những người mà ở ngoài này đó, họ có thể họ lập những cái hội nhà thờ, cái hội này hội nọ, để mà có cái tài chánh để mà hỗ trợ cho những đồng bào trong nước, để hỗ trợ cho cái nền kinh tế trong nước. Nước mình không thương ai bây giờ. Mỗi người Việt Nam trở thành một cái người đại sứ cho cái đất nước của mình. Quý anh chị em nghĩ thử ấy, có cái nước nào mà được mà người Việt khắp nơi trên toàn thế giới như Việt Nam không? Không có. Từ Ả Rập cái gì này Việt Nam nó cũng có đó. Và khi mà người Việt mình khắp nơi trên toàn thế giới như vậy đó, sẽ nếu mà không có chủ nghĩa cộng sản đó, người Việt giúp quê hương nó mạnh ghê lắm. Bây giờ mình làm sao mình giúp được? Thí dụ cá nhân TV 256 muốn giúp quê hương hoàn toàn bế tắc. TV thằng cộng sản nó điều khiển hết mình giúp, chẳng khác nào mình giúp tiền cho nó, phải không? Thằng cộng sản nó còn tồn tại, cái đảng cộng sản nó còn tồn tại như vậy, mình không bao giờ mình chấp nhận mà mình gọi là đầu tư, hoặc là ngay cả về Việt Nam thăm cũng bây giờ cũng không có thầm thăm nữa. Mình đủ hiểu rồi, mình đi về đó là mình đủ hiểu nó tàn ác với người dân mình như thế nào rồi. Thành ra nước Việt Nam sẽ mau giàu có lắm, mà với điều kiện là phải từ bỏ thật tình cái chủ nghĩa cộng sản, từ bỏ cái đảng cộng sản, và phải công bố toàn dân là đây là những cái việc sai lầm của chúng tôi, và dẹp bỏ những cái tên mà Hồ Chí Minh mà gọi là đầu não của cộng sản, thì người dân sung sướng quá rồi. Thì các anh á, các anh vẫn cầm quyền,
chúng tôi đâu có cần phải trút phế các anh. Mà khi các anh bỏ được cái đảng Cộng sản thì tự nhiên mình vào cái nguồn máy mà gọi là dân chủ. Mình học cái cách dân chủ của người ta. Bầu cử, ứng cử ra sao mình học cái cách dân chủ. Thì đất nước thanh bình các anh vẫn tiếp tục quyền hành nó đi. Nhưng mà mình chỉ sửa đổi thôi. Thấy không? Thì đất nước mình thanh bình không? Người Việt Nam sẽ, khi mà người Việt Nam đó thấy được cái bàn tay của ông Tổng Bí Thư ký giải tán cái đảng Cộng sản, giống như ông Gorbachev. Thì người ta tự nhiên người ta giúp nước. Nhưng mà đừng có chơi trò lưu manh nha. Chào Lê Oanh nha. Thì đúng rồi, cái nick Mỹ Linh đó là 25 năm rồi. 20 mấy năm rồi, đó, lâu lắm rồi. Cảm ơn một vài người bạn ta biết cái nick Mỹ Linh. Thì hiện nay là TV lấy tên mình là TV256. Mình mong đợi cái nhiêu đó thôi, là mình cái lòng mình nó chủ trương là mình đấu tranh ôn hòa, mình đấu tranh gọi là không có tiếng súng. Nó là thể hiện những cái bài viết mà của Mỹ Linh Nguyễn như vậy. TV viết rất là nhiều bài là cuộc đấu tranh này không có tiếng súng. TV đâu có muốn là giết ai đâu. Có thể nếu mà cần thiết là TV nói thiệt, tại vì giết là giết tên cầm đầu thôi. Cái đó là tại vì nó hại cả nước. Giết là giết cái tên mà Nguyễn Phú Trọng, thì có thể là TV làm việc từ đó. Nếu mà có cần được làm thì TV làm việc đó. Không sợ. Tại vì đó, mình giết một người mà mình cứu toàn dân tộc. Tại sao mình không làm? Mình giết một người mà mình cứu toàn dân tộc, tại sao mình không làm? Phải không? Dù là TV là cái tánh, bản tánh rất là hiền. Phải không? Gọi là không có muốn gọi là đối với ai mình cũng thương hết đó. Hiểu không? Bởi vì cái hiền của mình nghĩ rằng là cái đất nước mình đó, mỗi người công dân Việt Nam làm cái một viên gạch để mà xây dựng nên cái ngôi nhà Việt Nam. Mình không muốn mất một viên gạch nào hết. Ngay cả những người cộng sản đấy, nếu mà họ từ bỏ cái đảng Cộng sản thì họ trở thành là người Việt. Hiểu không? Chúng ta không có lý do nào để mà chúng ta thù hằn những người cộng sản. Chúng ta không có lý do. Tại vì đó, chúng ta phải nên nhớ rằng những người cộng sản hiện tại đó, đó cũng là nạn nhân của cái chủ nghĩa cộng sản. Từ mà Nguyễn Ái Quốc rồi Hồ Chí Minh đem đến cái đất nước ta. Họ bị vào một cái nguồn máy như vậy. Một nguồn máy mà ác độc như vậy rồi họ thoát ra không được. Tại vì nó ác quá. Đúng không? Anh thoát ra nhiều khi nó giết anh nữa, chứ đừng có nói. Để cái chế độ cộng sản mà nó rất là chơi cái màn tiểu nhân đó. Chơi màn đụng xe rồi ám sát rồi đủ thứ, những cái mà rớt máy bay rồi đủ thứ, những cái mà giết người đó. Cái xã hội chủ nghĩa cộng sản là như vậy. Thành ra đó, mình á mong đợi cái cuộc chiến thắng mình là làm sao. Cái cuộc chiến thắng của mình đó là mình mong đợi cái những người cộng sản vứt bỏ cái tư tưởng cộng sản, là coi như là chúng ta chiến thắng. Chứ không phải là chúng ta chiếm thành phố này, chiếm thành phố nọ, chiến thắng. Cái chiến thắng của chúng ta đó là làm sao tẩy được cái não của người cộng sản. Mà tẩy nó cái chuyện đó nó có thể xảy ra chứ. Quý anh chị em thấy nó xảy ra thường ngày mà. Biết bao nhiêu người hồi chánh rồi, từ là Trần Độ rồi
đến Bùi Tính rồi Dương Thu Hương rồi biết bao nhiêu người là từng là cộng sản, họ bây giờ họ bỏ cộng sản, họ họ trở về với người dân tộc Việt Nam, nó nhiều lắm à, chứ không phải là ít đâu, mà chúng ta thấy nó xảy ra là như vậy. Đúng không? Thành ra chuyện đó nó có xảy ra mà trước cái thông tin mà internet như vậy, trước cái mà Facebook như vậy, đúng không? Tin tức sự thật như vậy thì người ta sẽ nhìn ra cái sự thật, dù là người ta bị đầu độc mấy chục năm, người ta rồi cũng sẽ nhìn ra sự thật. Nếu mà với cái tình trạng mà phát triển mà internet mà nhanh chóng như vậy đó, đúng không? Facebook mà livestream như vậy đó, cộng sản nó sụp đổ. Thành ra đó, sẵn đây TV cũng kêu gọi quý anh chị em đó, khi mà nhìn thấy buổi nói chuyện với TV 256 đó, hãy bắt đầu tập sự đi. Tập sự livestream giống như TV 256. Chúng ta chỉ cần 100 người thôi. Hiện giờ thì chúng ta cũng có khoảng chắc cũng gần 100. Nhưng mà nó có thường trực. Nếu mà chúng ta có 100 người mà thường trực mỗi ngày đó, lên nói chuyện với đồng bào, bảo đảm cái cộng sản này nó sẽ sụp đổ. Tại vì mình nói, những cái người mình nói là do cái tâm của mình, chứ mình không phải là mình nói mà màu mè, mình soạn bài đồ này nọ, rồi nó nhiều khi nó sai sự thật. Mình nói là do cái tâm của mình, thành người ta nghe là người ta biết rằng là TV 256 nói cái sự thật, chứ không phải tìm cách mà nói láo với bà con. Bỏ công việc con tha thứ, số phận mỗi người dân rồi sẽ như anh Dương Văn Thả, cứ sống vô cảm, ai chết mặc ai, chưa đến lượt mình thôi, chờ nước tới trôn mới nhảy. TV biết là cái sự việc này nó rất là đau lòng, nhưng mà TV vẫn còn tin tưởng, tại vì nói cho ngay là mình biết cái mình hiểu cái thằng cộng sản nó quá tàn độc, nó quá tàn độc đi, nó đưa vào cái dân tộc vào một cái chỗ chết như vậy, nó hại dân hại nước, nó làm cho người trẻ đó, mới sinh ra là khi mà đứa trẻ mà nó không mới sinh ra mà nó cứ nhồi sọ vào Hồ Chí Minh, Bác Hồ, cho bánh cho kẹo rồi ngủ mơ rồi ca hát về Hồ Chí Minh, cái đó nó hại vô cùng, nó gọi là nó tẩy não từ lúc nhỏ, rồi từ lúc lên trung học, rồi từ lúc lên đại học cũng vậy, tất cả đều nhồi sọ vào một cái nhân vật là Hồ Chí Minh đó. Và cái một cái nhân vật Hồ Chí Minh đó, thì mình khi mình lớn mình không phân biệt được, mình lớn tự nhiên nó nằm trong đầu mình giống như người máy robot vậy đó. Thấy ai mà chống Hồ Chí Minh là mình nó giống như trực xạ vậy đó, là mình phản, mở miệng ra là mình nói là phản động. Thành ra cái thằng cộng sản nó lại dùng cái tên Hồ Chí Minh, nó kêu là bác. Rồi trong tất cả mọi câu nói của nó, trong tất cả mọi cái câu văn chương của nó đó, chữ nghĩa của nó đó, nó cứ nói kèm theo bác mà. Quý anh chị em thường thấy điều đó mà. Nó nói bác và đảng, hiểu không? Rồi đảng và nhà nước, nó cứ lặp đi lặp lại thành một cái sáu ngữ như vậy. Nó cứ nói đảng và nhà nước, mà nó nói cả hàng trăm hàng ngàn lần biết nữa. Nó nằm trong trong óc mình, là khi mình nói đó, đảng và nhà nước đó, thì tự động đó, hỡi người dân mà đụng đến nhà nước đó, tức là đụng đến đảng đó. Hoặc là đụng đến đảng tức là đụng đến nhà nước đó, là ở tù đó. Hoặc là đụng đến bác đó, thì là đụng đến đảng đó, tại nó nói bác và đảng mà nó cứ đi chung với nhau á, hiểu không?
Đảng và bác và đảng. Thành ra khi mà nó dạy đứa trẻ như vậy rồi, cái Hồ Chí Minh trở thành cái bình phong che chở cho nó. Hãy, nó là ba ngôi, một cái ngôi là đảng, một cái ngôi nhà nước và một cái ngôi là Hồ Chí Minh. Cái ba ngôi nó đồng vị với nhau. Thành ra TV nói cũng giống như tôn giáo vậy. Mà đồng vị mà nó mạo hiểm, nó ác độc chứ đâu phải là giống như mà tôn giáo mà dạy người ta hiền lành đó. Thì nó có cái ba cái ngôi để mà nó bảo bọc cho nhau, để mà nó muốn rằng là chiếm cái quyền hành rồi là trọn đời suốt kiếp luôn. Và nó nghĩ là cộng sản nó sẽ thống trị thế giới là vậy. Nhưng mà nó đâu có ngờ rồi. Nó đâu có ngờ có cái vụ mà internet đâu. Có cái vụ mà Facebook đó, nó hoàn toàn nó không ngờ. Nếu mà sự thật đó mà không có Facebook đó, ngàn năm nữa cũng không có cộng sản vẫn còn đó. Cộng sản mà cái kiểu mà Việt Nam nó đầu độc quá sẽ chừng như vậy. Nó đầu độc như vậy thành ra con người ta là hễ mà đụng đến đảng thì biết mình đụng đến Hồ Chí Minh rồi đó. Đụng đến nhà nước là mình biết mình đụng đến Hồ Chí Minh là không được rồi đó. Ba cái ngôi đó mình đụng ngôi nào cũng không được đó. Ba cái ngôi đó là tuyệt đối không có được đụng đó. Phải tuân lệnh theo nhà nước, tuân lệnh theo đảng, tuân theo những cái gì mà Hồ Chí Minh đó, nó nhồi sọ kinh hoàng như vậy. Mà đến bây giờ vẫn còn nhiều người như vậy. TV thấy nhiều người nó lạ lùng lắm. Và khi mà nó mở miệng ra là không biết tại sao mình, nó toàn là nói những cái lời mà chửi bới không à. Nó toàn là dùng những cái bộ phận sinh dục của người kha ta không à. Nó lạ lùng, cái đất nước gì mà nó sử dụng trước gọi là trước công cộng. Mình cảm thấy mình rất là khó chịu. Nhưng mà sự thật đó, nếu mà các anh đó là mà là cộng sản đó mà đến đây là đúng rồi. Đến cái buổi nói chuyện với TV 256 là đúng rồi. Tại vì đó TV 256 sẵn sàng gọi là vui vẻ với các anh cộng sản, các anh mà gọi là đảng viên đảng cộng sản đó, hoặc là dư luận viên đó, dư luận viên đó. TV hứa là không có đá các anh đâu. TV coi các anh là những người bạn, những người là nạn nhân của chủ nghĩa đảng cộng sản. Và khi mà các anh là nạn nhân rồi đó thì đó là phần nhiệm vụ của TV 256 để mà giải quyết được cái phần mà gọi là nó nằm ở trong não các anh đó, gọi là mình không dám nói tẩy não là vậy. Nói tẩy não thì nhiều khi các anh buồn với sự thật, mình muốn vậy. Tại vì các anh không hiểu thôi. Mình không hiểu thì mình muốn giải thích cho các anh biết cái sự thật về cộng sản nó như thế nào. Mình á, cá nhân đó mà mình sống trong một xã hội như vậy đó, mình bị đầu độc mà mình không biết. Thí dụ TV 256 mình, ví dụ TV sống với cộng sản chưa chắc TV biết rồi nha. Nếu mà không có hệ thống internet, không có YouTube, không có những cái tin tức nào làm sao TV biết được. Thành ra nhiều khi mình lớn tuổi mà cỡ ông Trần Nhật Quang á, ông Nhật Quang ông cũng lớn tuổi rồi chứ, ông sinh 53 54 gì đó mà ông nói chuyện mình thấy ông, mình thấy nó lậm lắm, nó giống như người máy robot vậy thôi, chỉ mắc cười đó. Thế nó bị nhồi sọ từ nhỏ đến lớn làm sao mà thoát được. Đến giờ này mà ông khen ngợi Cuba, ông khen ngợi đây là một nhà nước kiểu mẫu, nếu quý anh chị em có nghe thì cũng biết điều đó. Zombie còn lạc lối thiệt. Thành ra đó TV mong đợi cái chương trình TV 256 đó làm sao đó để mà phát rộng rãi
cho quý em có thể gọi vào, gọi vào tranh luận, gọi là trực tiếp với TV26 luôn đó. TV mong mỏi mình có cái chương trình mà có cái tiếng nói có qua có lợi, chứ một mình TV nói hoàn toàn làm như là mình thấy nó không có được công bằng. Mà các anh có thể gọi lên nói đến cái quan điểm của mình, và mình có cái sự mà tranh luận, hoặc là mình tranh luận để mình mới giải quyết được nhiều cái vấn đề mình khác nhau mà mình không thấy, hiểu không? Cái tranh luận là cái mà rất là tốt để mà nó cho chúng ta biết rằng là điều hay, điều tốt đẹp nó nằm ở đâu, hiểu không? Mình tranh luận thật sự đó, chứ mình không phải là mình chỉ trích cá nhân với nhau, hiểu không? Trong cái phần tranh luận là mình tránh cái vấn đề mà chỉ trích cá nhân. Cái tranh luận mình nhắm vào cái phần là sự thật, hiểu không? Mình học được những cái điều hay lẽ phải, hiểu không? Đó là mục đích của tranh luận, chứ không phải mục đích của tranh luận là mình tấn công cá nhân với nhau là không được, hiểu không? Bất cứ những đề tài nào tranh luận là mình làm sao mình học hỏi được những cái mới, hiểu không? Những cái hay của phía bên kia. Chứ mình mà thường thường những người cộng sản họ không hiểu về cái luật mà tranh luận với nhau. Thế mà họ mở đầu câu chuyện là họ chửi họ chửi cá nhân mình thậm tệ đó. Thành ra mình phải dẫn dắt họ từ từ, mình phải dẫn dắt là mình đưa ra cái quy luật là khi mà tranh luận đó, các anh đừng có đánh cá nhân, các anh chỉ có đánh cái phần mà tư tưởng nó khác biệt thôi, hiểu không? Còn cá nhân anh đem ra anh đánh thì nó đâu phải là tranh luận. Cái anh nó giống như là nó sát phạt với nhau, rồi nó giết nhau, nó làm những cái chuyện đó nó không hợp lý, không có hợp lý trong cái cuộc tranh luận. Khi mà tranh luận phải ráng tránh cái vấn đề mà mà đánh phá cá nhân đi, thì cái cuộc tranh luận nó mới bổ ích, mình mới nhìn được ở đâu là sự thật. Cũng như hiện tại bây giờ có nhiều bạn trẻ hoàn toàn không biết cái cờ đỏ sao vàng là cái cờ Phúc Kiến nè, chưa biết á. Họ chỉ nghe, có thể họ nghe nói thôi chứ, nhưng mà họ không tin, khổ vậy đó. Họ không tin nữa thì khi một cuộc tranh luận mình có thì mình đưa ra nhiều cái bằng chứng cho họ thấy, và họ check lại coi có phải không. Giống như VTV1 đưa ra lá cờ đỏ sao vàng ấy, trong cái cuốn phim mà Trường Chinh ấy. Quý anh chị em nào mà mấy chục năm trước ấy, có coi phim mà Trường Chinh của Tàu mà lớn tuổi ấy, có thể biết nó cầm cái lá cờ đỏ sao vàng, và nó trong YouTube nó đầy hết trơn. Trong YouTube mà đánh cờ đỏ sao vàng của Phúc Kiến nó đầy, nó có những cái bộ phim Mao Trạch Đông rồi đưa cái lá cờ đỏ sao vàng lên, và nó được sử dụng từ của tỉnh Phúc Kiến năm 1933 rồi. Còn sau này đó, Hồ Chí Minh mới lấy cái lá cờ Phúc Kiến đó để mà làm cờ nước. Thì cờ Phúc Kiến là cái cờ mà quý chị em thấy mà trong cải cách ruộng đất, nó đúng là lá cờ đó, nó cờ đỏ sao vàng, nhưng mà cái sao vàng nó mập. Thì thời mà cải cách ruộng đất là dùng toàn là sao mập, cờ đỏ sao vàng mập, nó giống như là cờ của cộng sản Trung Quốc thôi, cờ của tỉnh Phúc Kiến thôi. Sau này đến năm 1956, hiểu không? 56, 55 gì đó, nó mới đổi lại thành cờ đỏ mà sao vàng mà nó thẳng như vậy, nó không có mặt nữa. Đó, cái lịch sử đó, người ta có như vậy. Cho nên mình nhìn cái lịch sử như vậy, mình biết cái lịch sử như vậy, thì mình thấy cái Hồ Chí Minh này đó, mình phải đặt cái dấu hỏi. Ông là người Tàu mà ổng là thiếu tá Hồ Quang,
chứ ông đâu đâu phải là Nguyễn Ái Quốc đâu. Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi. Thành ra đó, ông muốn làm thay thế Nguyễn Ái Quốc để mà làm chủ tịch nước, nó quá nhiều điều. Những cái điều đơn giản thôi, những điều đơn giản thôi. Hồ Chí Minh, bởi vì ông đó là người tạo thành ra, ông phải kêu người người dân đó, dân chúng phải gọi là Bác Hồ. Chỉ vì ông người tạo thôi. Chứ sự thật mà ông là người Việt á, thì ông phải nói rằng là kêu mà dân tộc Việt Nam phải gọi ông là Bác Minh. Hiểu không? Tại vì dân phạm của ngôn ngữ của Việt Nam của mình, ngôn ngữ của Việt Nam của mình là gọi tên, không phải gọi họ, không thể nào gọi họ được. Gọi họ là coi chừng bị đòn á. Cái họ nhiều khi mình, nước Việt Nam mình có cái điều mà nó hơi kính trọng gì đó, hơi là hổn, ví dụ vậy đó. Nhưng thành cái gọi là gọi, thí dụ mà mình gặp tổng thống thì mình kêu là Bác Thiệu, hoặc là và mình kêu tổng thống Thiệu. Chứ nếu mà nói mà tổng thống Nguyễn là coi chừng bị nói là hỗn đó. Đó là cái văn hóa, cái tập tục của mình, cái ngôn ngữ của mình như vậy. Tự nhiên ở ngoài Bắc tự nhiên đổi thành thành gọi kêu Bác Hồ à. Đó là một cái điều mà mình cũng phải suy nghĩ đó, tại vì nó là thằng gián điệp thôi. Chứ Hồ Chí Minh mà Nguyễn Ái Quốc khi xưa là học tới trung học rồi viết chữ đẹp đẽ rồi, nó đâu có phải mà giống cái kiểu mà như Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh hoàn toàn gọi là dùng phiên âm để mà đọc không à, thấy không? Dùng mấy cái phiên âm rồi chữ Z rồi chữ Z rồi chữ F, F và F, thấy không? Tại vì người ngoại quốc mà họ đến cái Việt Nam mình thì thường thường họ phải học những cái phiên âm như vậy đó. Rồi họ cầm cái viết á, họ đâu có cầm giống như mình đâu, họ cầm giống như cây cọ để mà viết chữ tàu. Đó là bằng chứng rất là rõ, nhiều bằng chứng lắm. Rồi bây hồi xưa thì Hồ Chí Minh đi qua Pháp rồi thắt ra vạt, có cái hình thắt ra vạt hồi mà còn trẻ. Tới hồi sau này đó, Nguyễn Ái Quốc đó, lúc đó là Nguyễn Ái Quốc. Rồi sau này Hồ Chí Minh có thắt ra vạt không? Hoàn toàn không có. Cái mà con người, người ta theo cái cuộc sống hàng ngày hoài đó, nhiều khi người ta bỏ không được, người ta thắt ra vạt, thời Pháp nó quen rồi. Thì bây giờ người ta vẫn tiếp tục, người ta thắt tới bây giờ. Chứ đâu phải lúc nào cũng dùng đồ bốn túi, dùng đồ đại cán của Tàu không? Hồ Chí Minh chuyên môn bận độ đại cán của Tàu. Chúng ta có thấy ông Hồ Chí Minh thắt ra vạt không? Không. Không thấy khi nào, khi mà ông lớn tuổi rồi đấy, ông không thấy, mình không thấy. Thế nên đó là cũng mà một cái bằng chứng để mà chúng ta biết. Thì khi mà ông lên làm chủ tịch nước là ông kêu Phạm Văn Đồng là ký đi, ký công nhận 12 khải lý của Tàu đi. Thế là mất cái đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tại vì đó, khi mà ký mà công nhận cái 12 hải lý đó, là thằng Tàu nó đưa nguyên cái bản đồ cho mình. Cái bản đồ nó vẽ 12 hải lý, là trong đó nó có cái đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong đó. Thành ra người ta nói, ông Phạm Văn Đồng, ông ký cái bản này đâu có thấy đời Trường Sa, Hoàng Sa đâu. Mà tại sao nói ông Phạm Văn Đồng bán nước? Sự thật mấy người đó là không hiểu. Không? Ngay cả Trương Tấn Sang viết cái bài trên Vietnamnet, ông cũng không hiểu cái việc đó đấy. Sau này người ta cắt nghĩa thì có thể ông mới hiểu. Là anh ký, anh công nhận 12 hải lý, nhưng mà nó kèm theo cái bản đồ. Thì cái bản đồ nó có Trường Sa, Hoàng Sa là của Tàu. Rồi cái ông Phạm Văn Đồng ông mới ký. Thì đó, rồi ký rồi Tàu nó nói là của nó. Mà mấy thằng Việt Cộng toàn là làm lợi cho Tàu không à, thiệt tình ấy. Thay vì người ta đánh chiếm cái đất nước của mình thì mình phải đuổi người ta ra thôi. Mình không cần chứng minh. Tụi nó cố tình nó gian dối, biết không?
nó nói cái Hoàng Sa là có từ bao lâu rồi, Trường Sa làm sao có từ bao lâu rồi, của thời Nguyễn, thời Minh Mạng, Tiểu Trị gì tùm lum tà lá. Mình đâu có cần điều đó. Mình muốn lấy lại cái Tảo đó, chúng ta có hoàn toàn không cần những cái điều lịch sử đó. Liên Hợp Quốc nó đã ra từ từ năm 1948 rồi. Bây giờ thằng Tàu nó đánh chiếm cái đất nước mình, cái lãnh thổ của mình là năm 1974, 19 cái tháng 1. Cả thế giới biết, lịch sử có nằm cái đó. Khi mà anh chiếm cái đất nước của người ta thì anh phải trả lời thôi. Không cần phải chứng minh lịch sử gì đấy. Đất của người ta đã có từ lâu đời rồi. Sau khi thành lập Liên Hiệp Quốc, trước khi thành lập Liên Hiệp Quốc, người ta có từ lâu đời rồi. Phải không? Rồi nó đánh Hoàng Sa, rồi bãi Gạt Ma cũng vậy. Chỉ cần kiện lên Liên Hợp Quốc là nói là bây giờ những cái đảo này là bị cưỡng chiếm, là bị thằng Tàu nó dùng quân sự, nó dùng lính để mà nó chiếm, nó dùng súng ống để nó giết người để mà nó chiếm. Thì chắc chắn mình thắng nha. Không có thằng nào mà có thể mà thằng Tàu không bao giờ thắng được hết. Mà mình không cần phải biện luận thời xưa. Chúng ta không cần cái điều đó. Chúng ta chỉ biện luận rằng là thằng nào mà ăn cướp thì phải trả lời. Mà không phải chỉ trả lời không, mà còn kêu Liên Hợp Quốc là phải đưa ra tòa án, bắt phải bồi thường hàng tỷ đô la. Tại vì anh giết biết bao nhiêu người, anh chiếm cái đất đó. Đúng không? Sau này đó, bắt cái thằng Tàu phải bồi thường cái hàng tỷ đô la về cái vấn đề mà giết người rồi khai thác cái tài nguyên ở những cái đảo đó. Chúng ta không thể nào chấp nhận được đâu. Chúng ta phải nhớ là chúng ta giành bằng mọi giá trong cái thời đại của chúng ta. Không bao giờ mà nói là để mà thời đại con cháu hết. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Thời đại của chúng ta là chúng ta phải có bốn phần lấy lại cái những phần đảo đó. Tại vì những cái phần đảo đó nó nằm cạnh sườn của chúng ta. Nó cạnh sườn, nó bảo vệ chúng ta. Chứ không phải để mà Trung Quốc mà nó đặt cái máy bay ở bên đó, đường băng ở bên đó. Rồi nó đặt những cái đại pháo ở bên đó và có thể nó, những cái quả tiễn bên đó nó chĩa vào Sài Gòn, nó chĩa vào Hà Nội được. Mình phải giành cho bằng được chứ. Mình thế giới này nó liên lạc với nhau mà, mình đâu có sợ. Đúng không? Dạ, chào Hoàng Lê nha. Thế giới nó liên lạc với nhau, phi lực tân đó nó nhỏ bé, nó đâu sợ thằng Tàu đâu. Nó có thế giới ủng hộ nữa mà, mình cũng vậy thôi. Đúng không? Đâu phải là nước anh lớn rồi anh muốn xâm lăng nước khác được đó. Đúng không? Mình nước nó càng lớn đó, mình càng càng có thể mình đánh nó được. Mình đánh trước nó được đấy. Chứ đừng có nói. Mình không có sợ gì hết. Anh làm bậy rồi tôi chơi anh rồi. Rồi, bây giờ mình cũng trở lại cái trước khi... Trời ơi, 1 giờ 24 phút rồi, thấy không? Mình chỉ nghĩ mình nói chuyện có khoảng nửa tiếng thôi. Mà bây giờ nó lên tới 1 giờ 24 phút rồi. Thành ra một lần nữa TV xin mến chào quý anh chị em nha. Rồi TV để lại cái bảng để mà mình có cái hình ảnh để người ta nhớ đến cái địa chỉ đó. Người ta nhớ đến địa chỉ để người ta đến nhà ông Vương Văn Thả nha. Mà gọi điện thoại nữa nha. Gọi điện thoại tất cả những cái cơ sở hành chánh ở gần đó đó. Đúng không? Gọi điện thoại bộ công an cái gì đó mà cơ sở hành chánh rồi gọi hết. Gọi hết, tại sao các anh không thi hành luật pháp vậy? Các anh là ăn tiền thuế của dân thì các anh phải bảo vệ dân chứ. Người dân mà để các anh mà chổi đá như vậy.
Rồi người dân mà tại sao các anh cúp điện rồi cúp nước rồi làm sao gia đình ông sống được, phải không? Chúng ta phải lên tiếng, chúng ta không có tội gì hết, chúng ta có quyền lên tiếng những cái gì mà sai trái của nhà nước. Nhớ gì quý anh chị em, gọi dùm điện thoại dùm, gọi điện thoại dùm, đến ngay cái cơ sở công an cũng được, không cần gọi điện thoại nữa. Chúng tôi thấy anh làm không được, các anh phải bảo vệ những người công dân. Anh không thích để nào mà du côn đồ rồi chổi đá vô nhà người ta, phải chổi đá người ta, rồi các anh đừng cúp điện cúp nước nữa, phải mở điện mở nước ngay cho ông Khải, ông Thả đó. Làm như vậy nên quý anh chị em nào mà có trong nước em, sự thật thì TV cũng không mong là bao nhiêu trong nước đâu, nhưng mà sau khi cái đoạn video clip này lên á thì sẽ có nhiều người trong nước đọc, và TV hy vọng như thế. Thành ra TV đưa ra cái bản này để mà tố cáo nha anh em. Đó, địa chỉ đó. Mình không có nhìn thấy được. Rồi, thấy rồi. Đó, địa chỉ nha bà con. Địa chỉ rồi. Thôi cảm ơn quý chị, anh chị em nha. TV xin kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay. Chào.